hôm nay có món quà yêu thương của chị Mai Lê ở bên Mỹ. Dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà, trao yêu thương, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Thì ngày hôm nay chị Mai Lê thương cho hoàn cảnh ông bà sống tại nơi mé sông này. Chị Mai Lê thương và gửi cho ông bà số tiền 2.300.000 giúp cho ông bà có số tiền để trang trải cuộc sống qua ngày cái mùa dịch bệnh này. Thì hiện tại con đến ngôi nhà của bà thì chỉ có bà đang ở nhà mà thôi, ông thì đang bị bệnh, đang nằm ở bệnh viện. Món quà yêu thương của chị Mai Lê ở bên Mỹ, em xin được hồi hướng công đức lành cầu chúc cho gia đình của chị Mai Lê sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Mọi công đức lành ngày hôm nay xin được hồi hướng tất cả cho gia đình của chị được bình an và nhiều sức khỏe. Xin trao tặng cho bà để giúp cho bà có tiền để cho ông nằm ở bệnh viện. Cảm ơn tấm lòng bao la cao cả của chị Mai Lê rất nhiều. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.